Trong thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại, câu chuyện về Cupid và Psyche nổi lên như một bản anh hùng cả về tình yêu và sự kiên trì. Psyche, một nàng công chúa trần gian, sở hữu vẻ đẹp khiến cả nữ thần Venus phải ghen tị, đã bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh khi trở thành đối tượng của tình yêu và sự trả thù. Liệu Psyche, thông qua chuỗi thử thách khó khăn do Venus đặt ra để chứng minh tình yêu đích thực của mình, hành trình gian nan của Psyche sẽ hé lộ những khía cạnh sâu sắc về bản chất con người, sức mạnh của tình yêu và lòng tin? Mời quý độc giả cùng đắm chìm vào câu chuyện thần thoại đầy mê hoặc này, nơi tình yêu và sự hy sinh được đặt lên bàn cân của số phận. Câu chuyện này chỉ được Apuleius, một nhà văn Latin từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, kể lại. Vì vậy, các vị thần được gọi bằng tên Latin. Đây là một câu chuyện hấp dẫn, được kể theo phong cách của Ovid. Nhà văn rất hài lòng với tác phẩm của mình. Anh ta không thể tin nổi điều đó. Ngày xưa, có một vị vua có 3 cô con gái, tất cả đều xinh đẹp. Tuy nhiên, cô em út, Psyche, lại nổi bật hơn 2 người chị của mình. Đến nỗi khi đứng cạnh họ, cô ấy giống như một nữ thần gần gũi với loài người. Danh tiếng về vẻ đẹp của cô ấy đã lan tỏa khắp thế giới, và đàn ông từ khắp nơi đều đến để ngắm nhìn cô ấy với sự ngưỡng mộ và tôn thờ. Như thể cô ấy thực sự là một trong những vị thần bất tử. Họ thậm chí còn nói rằng chính Venus cũng không thể sánh bằng cô gái phàm trần này. Khi ngày càng có nhiều người để tôn thờ vẻ đẹp của cô ấy, không ai còn nhớ đến Venus. Ngôi đền của cô bị bỏ quên, những thị trấn yêu thích của cô bị bỏ hoang và đổ nát. Tất cả những vinh dự từng thuộc về cô giờ đây đã được trao cho một cô gái đơn thuần, người mà cuối cùng cũng sẽ phải chết vào một ngày nào đó. Nữ thần có thể không chấp nhận cách mình bị đối xử như vậy. Như mỗi khi gặp rắc rối, bà tìm đến sự giúp đỡ của con trai mình, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai với đôi cánh mà một số người gọi là Cupid, còn người khác gọi là thần tình yêu, để chống lại những mũi tên không có sự bảo vệ. Dù ở trên trời hay dưới đất, bà đã trình bày cho anh những sai lầm của mình, và như mỗi khi, anh đã sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh của bà. Hãy dùng sức mạnh của mình, bà nói, và khiến những kẻ đáng khinh này yêu mến sinh vật xấu xa và đáng khinh nhất trên thế giới. Anh chắc chắn sẽ làm như vậy nếu như Venus không cho anh xem Psyche trước. Bà không bao giờ nghĩ rằng trong cơn ghen tuông của mình, vẻ đẹp như thế này có thể làm cho cả thần tình yêu phải lòng. Khi anh nhìn cô, anh như đã bắn trúng một mũi tên vào tim mình. Anh không nói gì với mẹ mình. Thực ra anh không thể nói lời nào. Và Venus rời đi, để lại cho anh niềm tin rằng anh sẽ nhanh chóng hủy hoại Psyche. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra không phải như Psyche đã dự đoán. Cô không hề có tình cảm với kẻ khốn nạn khủng khiếp, không hề yêu anh ta, thậm chí không ai yêu cô. Đàn ông chỉ thích ngắm nhìn, ngạc nhiên và tôn thờ cô. Sau đó, họ lại đi kết hôn với người khác. Hai chị gái của cô đã kết hôn một cách tráng lệ. Mọi người đều có một vị vua. Psyche, người xinh đẹp vô song, chỉ biết ngồi buồn bã và cô đơn, chỉ được ngưỡng mộ mà không được yêu. Dường như không có người đàn ông nào muốn cưới cô. Điều này khiến cha mẹ cô rất lo lắng. Cha cô cuối cùng đã đến gặp nhà tiên tri của Apollo để xin lời khuyên về cách tìm một người chồng tốt cho cô. Vị thần đã trả lời ông, nhưng lời nói của ông thật khủng khiếp. Cupid đã kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện và xin sự giúp đỡ của ông. Theo đó, Apollo nói rằng Psyche mặc bộ trang phục trông có vẻ buồn khổ nhất phải được đặt trên đỉnh một ngọn đồi đá và bị bỏ lại một mình. Tại đó, người chồng định mệnh của cô, một con rắn có cánh đáng sợ, mạnh hơn chính các vị thần, sẽ đến với cô và biến cô thành vợ của mình. Có thể tưởng tượng được sự đau khổ của mọi người khi cha mang về tin buồn này. Họ mặc quần áo cho cô, như thể cô sắp chết, và khiêng cô lên đối với nỗi đau buồn còn lớn hơn. Nhưng chính Psyche đã giữ được can đảm. Trước đây các bạn nên đã khóc vì tôi, cô nói với họ, vì vẻ đẹp của tôi đã khiến tôi phải ghen tị với thiên đường. Bây giờ hãy đi, biết rằng tôi rất vui vì sự kết thúc đã đến. Họ ra đi trong nỗi đau buồn tuyệt vọng, để lại cô gái đáng yêu phải đối mặt với số phận một mình. Và họ nhốt mình trong cung điện để than khóc suốt ngày vì cô ngồi trên đỉnh đồi cao giữa bóng tối chờ đợi, mà không hề biết sự kinh hoàng sắp đến. Khi cô đang khóc và run rẩy, một luồng không khí nhẹ nhàng của thần gió Zephyr, làn gió dịu dàng và ngọt ngào nhất, đã xuyên qua sự tĩnh lặng và đến bên cô. Cô cảm nhận được nó nâng cô lên và rơi xuống cho đến khi nằm trên một thảm cỏ mềm mại, thơm mát như một chiếc giường. Ở nơi đó, yên bình hoàn toàn, tất cả rắc rối đều rời xa cô và cô ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy,
Cô thấy mình nằm bên dòng sông lấp lánh, và trên bờ sông là một dinh thự trang nghiêm, đẹp đẽ như thể được xây dựng cho một vị thần, với những cột vàng, những bức tường bằng bạc và sàn nhà. Không có tiếng động nào, nơi này dường như hoàn toàn vắng vẻ. Saike tiến gần, ngỡ ngàng trước cảnh tượng lộng lẫy trước mắt. Khi cô đang do dự ở ngưỡng cửa, những giọng nói vang lên bên tai cô. Cô không thể nhìn thấy ai, nhưng những lời họ nói vẫn rõ ràng vang vọng trong tai cô. Họ nói với cô rằng ngôi nhà này là của cô. Cô phải bước vào mà không sợ hãi, tắm rửa, sau đó một bàn tiệc sẽ được chuẩn bị cho cô. Chúng tôi là người hầu của bạn, những giọng nói vang lên, sẵn sàng phục vụ bạn mọi lúc. Phòng tắm thật tuyệt vời, và thức ăn ngon nhất mà cô từng thưởng thức. Trong khi cô đang ăn tối, âm nhạc ngọt ngào vang lên xung quanh. Một dàn hợp xướng vĩ đại dường như đang hát theo tiếng đàn hạt, nhưng cô chỉ có thể nghe mà không thể nhìn thấy họ. Suốt cả ngày, ngoại trừ sự đồng hành kỳ lạ của những giọng nói, cô ở một mình. Nhưng theo một cách nào đó không thể giải thích được, cô cảm thấy chắc chắn rằng khi màn đêm buông xuống, chồng cô sẽ đến bên cô. Và thế là nó đã xảy ra. Khi cô cảm nhận được sự hiện diện của anh ở bên cạnh và nghe thấy giọng anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai, nỗi sợ hãi trong cô đều tan biến. Dù cô không thể nhìn thấy anh, cô biết rằng ở đây không phải là một quái vật hay hình thù khủng bố nào, mà chỉ có người tình và người chồng mà cô đã mong đợi và chờ đợi. Tình bạn không thể làm cô hài lòng hoàn toàn. Cô vẫn hạnh phúc và thời gian trôi qua thật nhanh. Tuy nhiên, vào một đêm nọ, người chồng vô hình thân yêu của cô đã nghiêm túc nói chuyện với cô và cảnh báo cô rằng mọi nguy hiểm đối với hai chị gái cô đang đến gần. Họ đang đến ngọn đồi nơi nàng biến mất để khóc cho nàng. Nhưng nàng không thể để họ nhìn thấy nàng và hủy hoại chính mình. Cô hứa với anh là cô sẽ không làm vậy. Nhưng suốt ngày hôm sau, cô khóc suốt ngày vì nghĩ đến các chị em và bản thân mình, không thể an ủi họ. Cô vẫn còn rơi nước mắt khi chồng cô đến, và ngay cả sự vuốt ve của anh cũng không thể ngăn được. Cuối cùng anh buồn bã đầu hàng trước ước muốn lớn lao của cô. Hãy làm những gì nàng muốn, anh ấy nói. Nhưng nàng đang tìm kiếm sự hủy diệt của chính mình. Sau đó, anh nghiêm túc cảnh cáo cô, đừng để bị ai thuyết phục đến gặp anh, vì nỗi đau sẽ phải xa anh mãi mãi. Saiki kêu lên rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô thà chết trăm lần còn hơn sống thiếu anh. Nhưng hãy cho tôi niềm vui này, cô nói, được gặp các chị em của tôi. Đáng tiếc là anh đã hứa với cô rằng mọi việc phải như vậy. Sáng hôm sau, cả hai đến, được Zephyr đưa từ trên núi xuống. Hạnh phúc và phấn khích đang chờ đợi họ. Phải rất lâu sau, cả ba mới có thể nói chuyện với nhau. Niềm vui của họ quá lớn, không thể diễn tả được ngoại trừ nước mắt và những cái ôm. Nhưng cuối cùng, khi họ bước vào cung điện, nhìn thấy kho báu quý giá của nó, khi họ ngồi trong bữa tiệc thịnh soạn và nghe bản nhạc tuyệt vời, lòng ghen tị cay đắng xâm chiếm họ, và sự tò mò muốn biết ai là chủ nhân của tất cả sự tráng lệ này và là chồng của em gái họ. Nhưng Saiki vẫn giữ niềm tin. Cô chỉ nói với họ rằng anh còn trẻ, hiện đang đi săn. Sau đó, cô nhét đầy vàng và đá quý vào tay họ, mang hộ trở lại ngọn đồi. Họ sẵn lòng ra đi, nhưng lòng họ lại bùng cháy ghen tị. Đối với họ, tất cả sự giàu có và may mắn của họ chẳng là gì nếu so sánh với Saiki. Và cơn giận ghen tị của họ tác động đến mức cuối cùng họ đã âm mưu hủy hoại cô. Đêm đó, chồng của Saiki một lần nữa đã cảnh báo cô. Anh ta xin cô đừng để họ đến nữa, nhưng cô không chịu nghe. Cô nhắc nhở anh rằng cô không bao giờ được nhìn thấy anh. Liệu cô có bị cấm gặp mọi người khác? Dù anh ta đã nhượng bộ như trước, nhưng không lâu sau đó, hai người phụ nữ độc ác đã đến với âm mưu cẩn thận của họ. Do những câu trả lời mâu thuẫn và vụng về của Saiki, khi họ hỏi về chồng cô, họ tin chắc rằng cô chưa từng nhìn thấy anh ta và thực sự không biết anh ta là ai. Họ không nói điều này với cô, nhưng họ đã trách cứ cô vì đã giấu đi tình trạng khủng khiếp của mình khỏi họ, những người chị em của cô. Họ nói rằng họ đã biết và biết rằng chồng cô không phải là một người đàn ông mà là một con rắn đáng sợ mà lời tiên tri của Apollo đã tuyên bố. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta hiện đang tử tế, nhưng chắc chắn một đêm nào đó anh ta sẽ quay lại và nuốt chửng cô. Saiki hoảng sợ, cảm thấy nỗi kinh hoàng tràn ngập trái tim mình thay vì tình yêu. Cô đã tự hỏi nhiều lần tại sao anh ta không bao giờ cho cô gặp mình. Chắc chắn có một lý do khủng khiếp nào đó. Cô thực sự biết gì về anh ta? Nếu anh ta không trông thật kinh khủng, thì anh ta thật độc ác. Trong cơn đau khổ cùng cực, cô mập mờ và lắp bắp cho các chị hiểu rằng cô không thể phủ nhận những gì họ nói, bởi vì cô chị ở bên anh trong thời gian qua trong bóng tối. Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Cô khóc lóc, khiến anh ta phải trốn tránh ánh sáng ban ngày, và cô đã cầu xin họ cho cô lời khuyên.
Họ đã sẵn sàng lời khuyên từ trước. Đêm đó, cô phải giấu một con dao sắt và một chiếc đèn gần giường. Khi chồng cô ngủ say, cô phải rời giường, thắp đèn và cầm dao. Cô phải tự gắng sức để đâm nhanh vào cơ thể của sinh vật kinh khủng mà ánh sáng chắc chắn sẽ cho cô thấy. Chúng tôi sẽ đến gần, họ nói, và mang cô đi cùng khi anh ấy chết. Sau đó, họ để cô phải đấu tranh với sự nghi ngờ và phân vân về việc cần làm gì. Cô đã từng yêu anh ấy. Anh ấy là người chồng thân yêu của cô. Không, anh ta là một con rắn khủng khiếp và cô ghê tởm anh ta. Cô sẽ giết anh ta. Cô sẽ không làm vậy. Cô cần có sự chắc chắn. Cô không muốn sự chắc chắn. Vì thế, suốt cả ngày, suy nghĩ của cô đấu tranh với nhau. Tuy nhiên, khi trời tối, cô đã từ bỏ cuộc đấu tranh. Một điều cô quyết tâm làm, cô sẽ gặp anh. Cuối cùng, khi anh nằm ngủ yên lặng, cô thử hết can đảm và thắp đèn lên. Và giơ cao ngọn đèn lên, cô nhìn chằm chằm vào thứ nằm ở đó. Ôi, sự nhẹ nhõm và sung sướng tràn ngập trái tim cô. Không có con quái vật, nhưng là sinh vật ngọt ngào và xinh đẹp nhất trong tất cả các sinh vật. Khi nhìn thấy ngọn đèn dường như tỏa sáng hơn, trong lần đầu tiên, xấu hổ vì sự điên rồ và thiếu niềm tin của mình, Psyche đã quỳ xuống và lẽ ra sẽ đâm con dao vào ngực mình nếu nó không rơi khỏi đôi tay run rẩy của cô. Nhưng chính đôi tay run rẩy đã cứu cô, cũng đã phản bội cô. Vì khi cô bám lấy anh, say mê, khi nhìn thấy anh và không thể phủ nhận niềm hạnh phúc được lấp đầy đôi mắt mình bằng vẻ đẹp của anh, một ít dấu nóng rơi từ ngọn đèn lên vai anh. Anh giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn thấy ánh sáng và biết sự không chung thủy của cô và không nói một lời. Anh chạy trốn khỏi cô. Cô chạy theo anh vào đêm tối. Dù không thể nhìn thấy anh, nhưng giọng nói của anh vẫn vang lên trong đêm, tiết lộ danh tính và nói lời từ biệt buồn bã. Anh nói, tình yêu không thể tồn tại nếu không có lòng tin, rồi biến mất trong đêm. Cô nhận ra anh là thần tình yêu, anh là chồng cô, và cô, một người đáng thương, đã không thể giữ được lòng tin của mình. Dù sao, cô quyết tâm dành phần đời còn lại để tìm kiếm ảnh. Nếu anh không còn yêu cô, ít nhất cô cũng sẽ cho anh thấy tình yêu của mình. Và cô bắt đầu hành trình của mình, không biết đi đâu, chỉ biết rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Trong khi đó, anh đã vào phòng mẹ để chăm sóc vết thương. Khi Venus nghe câu chuyện của anh và biết rằng cô tức giận bỏ anh lại với nỗi đau và đi tìm cô gái mà anh đã khiến cô ghen tị, Venus quyết tâm cho Psyche thấy hậu quả khi khiến một nữ thần không hài lòng. Psyche, người đang lang thang trong tuyệt vọng, cố gắng thu phục lòng các vị thần. Cô cầu nguyện không ngừng, nhưng không ai muốn làm kẻ thù với Venus. Cuối cùng, cô nhận ra rằng không còn hy vọng nào cho mình, trên trời hay dưới đất, và cô quyết tâm tuyệt vọng. Cô sẽ đến sau Kim trở thành người hầu của Venus và cố gắng xoa dịu cơn giận của nữ thần. Và ai biết, cô nghĩ, có thể anh ấy đang ở nhà mẹ anh ấy. Vì vậy, cô lên đường tìm nữ thần đang tìm kiếm mình khắp nơi. Khi Psyche đứng trước mặt Venus, nữ thần cười lớn và hỏi cô một cách khinh bỉ liệu cô có đang tìm chồng không? Vì người mà cô đã có sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa, vì anh ta suýt chết vì vết thương bỏng rát mà cô đã gây ra. Thực sự, cô nói, chỉ là một cô gái tầm thường và xấu tính sẽ không bao giờ có được người yêu nếu không phải nhờ sự phục vụ siêng năng và đau đớn nhất. Vì vậy, ta sẽ thể hiện lòng tốt của mình với ngươi bằng cách đào tạo ngươi theo những cách dày vò nhất. Sau đó, cô lấy một lượng lớn các loại hạt nhỏ nhất như lúa mì, cây anh túc, hạt kê, vân vân, lại với nhau thành một đống. Khi màn đêm buông xuống, tất cả những thứ này phải được sắp xếp. Cô nói, hãy giải quyết nó. Và cùng với đó, cô rời đi, bị bỏ lại một mình, ngồi yên và nhìn chằm chằm, đầu óc cô như mê cung vì sự tàn ác của mệnh lệnh. Và quả thực, thật vô ích khi bắt đầu một nhiệm vụ rõ ràng là không thể thực hiện được. Nhưng vào thời điểm khủng khiếp này, cô, người không hề có lòng trắc ẩn đối với người phàm hay người bất tử, lại được những sinh vật nhỏ bé nhất trên cánh đồng, những con kiến nhỏ, những kẻ chạy nhanh, thương hại. Họ kêu gọi nhau, hãy đến thương xót cô hầu gái tội nghiệp này và giúp đỡ cô ấy một cách siêng năng. Ngay lập tức, chúng xuất hiện, từng đợt, hết đợt này đến đợt khác và phân chia. Là một khối lộn xộn giờ đây, đã được sắp xếp trật tự. Đây là thứ mà Venus tìm thấy khi quay lại và cô rất tức giận khi nhìn thấy nó. Vẫn chưa kết thúc đâu, cô nói. Sau đó, cô đưa cho Psyche một vỡ bánh mì và bắt cô ngủ trên sàn, trong khi cô đi ra chiếc ghế dài mềm mại. Chắc chắn, nếu bà ta có thể bắt cô gái lao động khổ sai và bỏ đói cô ta một nửa, thì vẻ đẹp đáng ghét đó của cô ta sẽ sớm mất đi. Cho đến lúc đó, bà phải đảm bảo rằng con trai bà được bảo vệ an toàn trong phòng của nó. Anh vẫn đang chịu đựng vết thương tại nơi đó,
Venus cảm thấy hài lòng với diễn biến hiện tại. Ngày hôm sau, cô đã nghĩ ra một nhiệm vụ mới, nguy hiểm hơn cho Psyche. Cô nói, dưới kia, gần bờ sông, nơi có bụi rậm dày đặc, có những con cừu với bộ lông vàng ống. Hãy đi và lấy cho ta những bộ lông sáng bóng từ chúng. Khi Psyche mệt mỏi đến bên dòng suối yên ả, một khao khát mãnh liệt bắt đầu chiếm lấy cô, muốn lao mình vào dòng nước để kết thúc mọi đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng khi cô cúi xuống mặt nước, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ từ một cái cây xanh gần chân mình. Giọng nói đó nói rằng cô không nên, mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Đàn cừu thật sự rất hung dữ, cho đến khi chúng ra khỏi bụi rậm vào buổi tối để nghỉ ngơi bên bờ sông, cô có thể đi vào bụi rậm và tìm thấy những sợi lông vàng còn vướng lại trên những cái cây. Trong một thế giới nơi những thần thoại và truyền thuyết trở thành hiện thực, chúng ta gặp Psyche, một cô gái đầy can đảm và kiên cường. Cô đang trải qua một chuỗi thử thách khó khăn do Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, đặt ra. Mọi thử thách đều dường như vô cùng khó khăn, nhưng Psyche luôn tìm thấy một lối thoát tuyệt vời. Câu chuyện tiếp tục với một nhiệm vụ mới mà Venus đã giao cho Psyche, một nhiệm vụ mà chỉ có những sinh vật có cánh mới có thể hoàn thành. Nhưng không gì là không thể với Psyche, bởi cô có một người bạn đáng tin cậy, một con đại bàng vĩ đại. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình của Psyche và xem cô làm thế nào để vượt qua thử thách này. Venus vẫn không dừng lại. Cô ấy có thể bị đánh giá là ngu ngốc vì những gì đã xảy ra. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến cô ấy cố gắng hơn. Cô ấy đưa cho một chiếc hộp và yêu cầu cô mang nó đến thế giới ngầm, nơi Proserpine sẽ lấp đầy nó với một phần vẻ đẹp của mình. Cô ấy phải nói với Proserpine rằng Venus cần nó vì cô ấy đã quá mệt mỏi trong việc chăm sóc con trai ốm yếu của mình. Như mỗi khi, Psyche tuân thủ và ra khỏi nhà để tìm đường đến địa ngục, cô tìm thấy người hướng dẫn mình trong một tòa tháp. Đầu tiên là qua một cái hố lớn trên mặt đất, sau đó xuống dòng sông chết, nơi cô phải trả cho người lái đò Charon một đống xu để được đưa qua sông. Từ đó, con đường dẫn thẳng đến cung điện Cerberus, con chó ba đầu canh giữ cửa. Nhưng nếu cô đưa cho nó một chiếc bánh, nó sẽ trở nên thân thiện và cho cô đi qua. Mọi thứ đã diễn ra đúng như tòa tháp đã dự đoán. Proserpine đã sẵn lòng giúp Venus, và Psyche với lòng can đảm mới đã mang chiếc hộp trở lại nhanh chóng hơn nhiều so với lúc cô đi xuống. Thử thách tiếp theo của cô là do sự tò mò và sự phù phiếm của chính mình. Cô cảm thấy mình cần phải xem vẻ đẹp quyến rũ trong chiếc hộp là gì và có thể tự mình sử dụng một ít. Cô biết rằng ngoại hình của mình không được cải thiện sau những gì cô đã trải qua, và cô luôn hy vọng rằng mình có thể gặp Cupid một cách bất ngờ. Cô ước gì mình có thể trở nên đáng yêu hơn trong mắt anh. Cô không thể chống lại sự cám dỗ. Cô mở hộp, cô thất vọng vì không thấy gì trong đó, nó trống rỗng. Tuy nhiên, ngay lập tức, một cơn mệt mỏi chết người bao trùm lên cô và cô đã ngủ mê. Tại thời điểm này, thần tình yêu Cupid đã xuất hiện. Anh đã hồi phục từ vết thương và đang khát khao tìm lại Psyche. Tình yêu khó có thể bị giam cầm. Venus có thể khóa cửa, nhưng cửa sổ vẫn mở. Cupid chỉ cần bay ra ngoài và tìm kiếm vợ mình. Cô gần như nằm ngay cạnh cung điện và anh đã tìm thấy cô ngay lập tức. Trong chốc lát, anh đã lau đi giấc ngủ sâu khỏi mắt cô và đặt nó trở lại vào hộp. Sau đó, anh đánh thức cô bằng một mũi tên và trách cứ cô vì sự tò mò của mình. Anh yêu cầu cô mang hộp đến chờ Proserpine, mẹ anh, và đảm bảo với cô rằng mọi chuyện sau đó sẽ ổn. Trong khi Psyche vui vẻ và vội vã thực hiện công việc của mình, Cupid đã bay lên đỉnh Olympus. Anh muốn chắc chắn rằng Venus sẽ không gây rắc rối cho họ nữa, nên anh đã tự mình đi thẳng đến Jupiter, cha của các vị thần và loài người, đã ngay lập tức đồng ý với tất cả những gì Cupid yêu cầu. Mặc dù trước đây ngươi đã làm ta bể mặt nhiều lần, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và phẩm giá của ta bằng cách khiến ta biến thành một con bò đực và một con thiên nga, vân vân. Sau khi triệu tập tất cả các vị thần, ông đã thông báo rằng Cupid và Psyche đã chính thức trở thành vợ chồng và đề nghị ban cho cô dâu sự bất tử. Được sao thủy dẫn vào cung điện của các vị thần, và Jupiter đã cho cô nếm thử Ambrosia, khiến cô trở nên bất tử. Điều này đã hoàn toàn thay đổi tình hình. Venus không thể phản đối việc con dâu mình được phong làm nữ thần. Liên minh giữa họ trở nên hoàn hảo. Venus không còn nghi ngờ gì nữa. Cô tin rằng Psyche sống trên thiên đường với chồng và con, không thể dành nhiều thời gian ở trần gian để làm đàn ông lạc lối và cản trở việc thờ phượng Venus. Cuối cùng, mọi chuyện đã đi đến một kết thúc có hậu nhất. Tình yêu và tâm hồn, tức là Psyche, đã tìm kiếm, và sau những thử thách đau khổ, họ đã tìm thấy nhau, và sự kết hợp đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ.
thông qua chuỗi thử thách khó khăn do Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp sắp đặt, Psyche đã thể hiện bản lĩnh phi thường, không gì lấy chuyện được. Cô không chỉ chiến thắng sự đố kỵ và độc ác của Venus, mà còn nhận được sự công nhận và ban phước từ đấng tối cao trên đỉnh Olympus. Cuối cùng, Psyche đã tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu bên cạnh Cupid, vị thần tình yêu đích thực của đời mình. Không chỉ là một câu chuyện thần thoại đơn thuần, mà còn là một ẩn dụ sâu sắc về hành trình trưởng thành của tâm hồn con người. Biểu tượng của tâm hồn phải trải qua những thử thách để đạt được sự hoàn thiện. Tình yêu của cô dành cho Cupid, biểu tượng của tình yêu đích thực, là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của lòng tin, sự kiên trì và khả năng vượt qua nghịch cảnh để đạt được hạnh phúc đích thực.